Toyota Corolla 2018 đánh dấu lần nâng cấp thứ hai của mẫu xe này, nhưng là lần thay đổi diện mạo đáng chú ý nhất kể từ khi Altis thế hệ thứ 11 ra mắt tại Việt Nam vào năm 2014. Trong đợt cải tiến này, số phiên bản tăng từ 3 lên 5 với bổ sung bản ECVT thiếu trang bị và bản thể thao V-Sport. Hiện nay, sức hút của dòng sedan trên thị trường, bao gồm cả Toyota Corolla Altis, đã giảm sút đáng kể. Do đó, các mẫu Altis trên thị trường xe cũ đang được chào bán với giá khá hấp dẫn. Gần đây, một chiếc Toyota Corolla Altis đời 2018 được giao bán với giá 515 triệu tương đương với giá một chiếc sedan hạng B Hyundai Accent, giá từ 439 đến 569 triệu. Chiếc xe này thuộc phiên bản G, đã di chuyển khoảng 80.000 km. Vào năm 2018, phiên bản này có giá niêm yết 779 triệu với tổng chi phí lăn bánh khoảng hơn 900 triệu. Như vậy, sau 6 năm sử dụng, giá trị của Toyota Corolla Altis đã giảm đi khá nhiều. Toyota Corolla Altis 2018 là mẫu xe tập trung vào cải tiến tiện nghi, trong khi thiết kế ngoại thất và động cơ vẫn giữ nguyên. Các chuyên gia nhận xét động thái này là an toàn nhưng đủ để khơi lại sự quan tâm của thị trường khi phiên bản trước đó đã dần mất đi sức hút. Cả hai phiên bản ECVT và GCVT đều được trang bị đèn LED định vị ban ngày để tạo nét mới lạ. Phiên bản V cao cấp sử dụng dải LED dài dưới cụm đèn, trong khi hai phiên bản còn lại có 4 đèn LED nhỏ gần lưới tản nhiệt, mang đến vẻ ngoài hiện đại. Hệ thống chiếu sáng được giữ nguyên với công nghệ LED cho bản V và bóng halogen kèm chóa phản xạ cho các phiên bản khác. Nội thất của Corolla Altis mới được cải tiến với lẫy điều khiển hành trình Cruise Control phía sau vô lăng cho các phiên bản số tự động. Riêng phiên bản G có nút để nổ và chìa khóa thông minh, cùng ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 10 hướng và bệ tỉ tay sau có khay đựng cốc. Hệ thống giải trí được nâng cấp với màn hình 7 inch, đầu DVD, kết nối USB, Bluetooth và HDMI, cùng âm thanh 6 loa từ bản G trở lên. Điều hòa tự động nhưng thiếu cửa gió hàng ghế sau. Phiên bản E chỉ có màn hình đơn sắc và đầu CD với 4 loa, nhưng vẫn hỗ trợ các kết nối cơ bản. Về động cơ, Corolla Altis sử dụng động cơ 4 xi lanh 1.8 lít với công suất 138 mã lực và mô men xoắn 173 Nm. Kết hợp với nó là hộp số vô cấp CVT, có chế độ thể thao Sport. Corolla Altis nhận đánh giá 5 sao về an toàn với các trang bị tiêu chuẩn, như cân bằng điện tử, 7 túi khí trên tất cả các phiên bản. Ngoài ra, xe còn có hỗ trợ phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo và cân bằng điện tử. Camera lùi có sẵn trên phiên bản V,